Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0962 292244 các bạn nhé. Và hiện tại công ty mình đang buôn bán cũng như là kinh doanh tất cả các mặt hàng về camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy game ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và phát sóng. Thì tất cả những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về những cái lĩnh vực ở trên thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại đuôi 2244 ở đây các bạn nhé. Bên mình dùng cả Zalo số điện thoại này luôn. Thì các bạn quan tâm thì cứ nhắn tin qua là bên mình sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho tất cả các bạn để lựa chọn làm sao lựa chọn được một cái sản phẩm gọi là phù hợp nhất và ưng ý nhất và đạt hiệu quả cao trong công việc của các bạn nhé. Và quay trở lại với cái clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ S400 Plus các bạn nhé. Về cái dòng sản phẩm này thì được hội tụ cũng như là được tích hợp rất là nhiều chức năng vượt trội hơn hẳn so với những cái mẫu sản phẩm khác, ví dụ như là hỗ trợ hồng ngoại quay đêm các bạn nhé. Và rất là nhiều bạn chú ý giúp mình này, bên mình cung cấp tất cả những cái dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ, hồng ngoại ở đây là hồng ngoại đen các bạn nhé. Hồng ngoại đen ở đây có nghĩa là không phát sáng, mặc dù là ban ngày hay là ban đêm, hay là các bạn lấy những cái đèn pin vật sáng các bạn chiếu thẳng vào đây thì nó cũng sẽ không hề phát sáng, có nghĩa là lúc nào nó cũng tối thui tối đen như mực như này, không hề phát sáng và người khác không thể làm mà phát hiện được các bạn nhé. Thế thì người ta mới gọi là camera mini siêu nhỏ, chứ nếu mà cái này nó mà đỏ thì không ai nói chuyện gì cả các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm một điều rằng tất cả sản phẩm bên mình bán ra thị trường là tất cả là hồng ngoại ẩn, hồng ngoại đen hết, không hề phát sáng hết các bạn nhé. Là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là dung lượng pin của sản phẩm S400 Plus này là được 24 tiếng, có nghĩa là khi các bạn không cắm sạc, không cắm điện để nguyên như thế này thì pin của nó sử dụng được 24 tiếng. Và ngoài ra những bạn nào muốn sử dụng lâu hơn thì mình có thể là cắm điện trực tiếp, cắm nguồn trực tiếp ở đây, ở bên cạnh sườn nó một chân cắm sạc đây các bạn nhé. Các bạn cắm điện trực tiếp để sử dụng 24/24 luôn, như là một cái cam giám sát gia đình hàng ngày của nhà các bạn nhé. Và ngoài ra các bạn để nguyên như này là sử dụng được 24/24. Và cái ưu điểm tiếp theo của sản phẩm S400 Plus này là có thể kết nối được từ xa, không giới hạn khoảng cách, có nghĩa là các bạn ở đặt chiếc camera này ở nhà mà các bạn đi công chuyện công tác cách nhà cả trăm cả nghìn cây là các bạn vẫn theo dõi được trực tiếp trên cái điện thoại smartphone thông minh của các bạn, truyền hình ảnh từ chiếc camera này về cái điện thoại này xem rất là rõ ràng sắc nét các bạn nhé. Và khi các bạn mua hàng là sẽ được tặng kèm một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Với cái thẻ nhớ 128GB này là sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể lưu trữ được tất cả những cái thông tin, những cái dữ liệu lên tới 18 ngày. Và khi đầy thẻ nhớ, máy nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới các bạn nhé. Có nghĩa là lưu đến ngày 19 là đầy rồi đúng không, là nó sẽ tự động xóa ngày số 1, lưu đến ngày 20 sẽ xóa ngày số 2, lưu đến ngày 21 xóa ngày số 3, lưu đến ngày 22 xóa ngày thứ 4, để đảm bảo cho các bạn là cái thời lượng lưu vào cái thẻ nhớ này là luôn luôn lưu được trong vòng 18 ngày. Và cái cuối cùng là khi các bạn mua hàng là sẽ nhận được một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Tất cả xem sản phẩm bên mình bán ra thị trường là đều có giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hết, tặng kèm cho tất cả các bạn để khi các bạn xem video hướng dẫn đã rất là chi tiết rồi, và các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái tờ giấy hướng dẫn này, thì cam kết với các bạn là ai cũng có thể là cài đặt và sử dụng được các bạn nhé. Và không thể thiếu chính là một chiếc thẻ bảo hành chính hãng 1 năm, với chính sách ở đây là 1 đổi 1 cho tất cả các bạn trong vòng 1 năm các bạn nhé. Và không để mất thời gian nữa, mình và các bạn sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái mẫu S400 Plus này. Đầu tiên là về hình dáng các bạn nhé, ở đây là tất cả những cái thiết bị mạch này, pin các thứ là tích hợp hết ở trong cái cục này các bạn ạ. Và ngoài ra được lối lên mắt cam một chiếc dây, ở đây là dây dù các bạn nhé, chống đứt chống va đập rất là tốt. Và mắt camera ở đây đấy, mắt camera được thiết kế ở chính giữa ở đây, và xung quanh mắt camera chính ở đây là sẽ có 6 mắt hồng ngoại đen các bạn nhé. Hồng ngoại đen ở đây là không hề phát sáng như ban đầu mình nói rồi đấy. Và khi sử dụng thì các bạn hoàn toàn có thể là gói lên như thế này, hoặc là các bạn để rời ra như thế này cũng hoàn toàn là ok. Ở bên cạnh sườn đấy nó có chân cắm sạc này, khe cắm thẻ nhớ này, công tắc bật tắt nguồn và nút reset các bạn nhá. Đây biểu tượng là mic này đấy, và cái đèn báo để thiết bị này đang hoạt động ở đây đấy, đơn giản là có như vậy thôi các bạn nhá. Rất là nhỏ gọn về cái dòng sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên điện thoại như thế nào sao cho đúng cách. Thì đầu tiên là muốn sử dụng được các bạn nhé, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái chiếc điện thoại smartphone thông minh, không chỉ là iPhone mà là Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, Redmi các thứ là đều là ok hết các bạn nhé. Cứ là điện thoại nào tải được Facebook, Zalo là sử dụng ok được hết. Bước đầu tiên là các bạn tải giúp mình cái ứng dụng Lookcam này về giúp mình các bạn nhé. Lookcam này nó có biểu tượng L cao OOK thì là cam, là các bạn tải ứng dụng Lookcam này về là bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại này,
Đấy, thì chiếc cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi ở đây mà các bạn nhìn rất là dài và không có mật khẩu ở đây. Các bạn kết nối với mã wifi của nó là bước thứ hai. Mình cứ làm lần lượt từng các bước một theo thứ tự một là rất là ok các bạn nhé. Là bước thứ hai này các bạn đợi ở đây nó phải có dấu tích này và trên này có biểu tượng wifi là xong bước thứ hai này. Bước thứ ba các bạn thoát ra màn hình chính, các bạn vào lại phần mềm lúc cam là bước thứ ba. Đấy, vào lại phần mềm lúc cam là bước thứ ba. Sau khi vào phần mềm lúc cam thì nó sẽ tạo ra một cái ô và có hiển thị cái biểu tượng như này, thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng Ken bên tay trái giúp mình ở đây. Đấy, và khi xem được trên phần mềm nó sẽ hiển thị lên chữ device online này. Những bạn nào muốn xem thì chấm thẳng vào đây, các bạn chọn Ken các bạn nhá, chọn Ken là để vào xem luôn. Hình ảnh ở đây xem thì là siêu nét luôn. Đấy các bạn nhé, đây là mình đang bật chế độ hồng ngoại quay đêm. Quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi, nhưng mà chất lượng hình ảnh thì siêu nét. Còn những bạn nào mà không muốn quay đêm nữa thì các bạn sẽ tắt nhìn thấy cái bóng ở đây chưa các bạn nhé. Đấy các bạn tắt đi là lại trở về trạng thái màu mè ban ngày, rất là nét, rất là đẹp các bạn nhé. Độ phân giải của sản phẩm đây là 4K. Đấy, 4K siêu nét luôn. Và ngày giờ thì các bạn nhìn này, ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại luôn này các bạn nhé. Đấy, 20h48 này, 20h48:49 này. Đấy các bạn thấy chưa, rất là chuẩn luôn các bạn nhé. Lý do là có cái thời gian này thì cái video của bạn sẽ có tính chất xác thực nó cao hơn. Đấy, còn những bạn nào mà muốn chụp hình này, chụp hình thì các bạn ấn vào đây để chụp hình này. Đấy, quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Đấy, quay phim chụp hình nó có hết này. Độ phân giải 4K này, hỗ trợ hồng ngoại quay đêm này. Đấy, quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi các bạn nhé. Còn quay ngày thì mới là có màu như thế này. Còn những bạn nào mà muốn tăng ánh sáng cho cái video này nó led nó đẹp hơn thì mình chọn vào hình tròn đây. Đấy, hình tròn đây các bạn tăng kịch lên này cho mình. Đấy, xem ở đây thì là siêu led luôn các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn này. Đấy, chất lượng ở đây thì rất là ok các bạn nhé. Xem hình ảnh ở đây là siêu nét luôn. Đấy, hình ảnh các bạn zoom to, zoom bé là hoàn toàn là được hết này. Đấy, zoom to, bé là theo ý mình hết các bạn nha. Đây mình sẽ bách ra này. Đấy, vừa xong quay phim, chụp hình các thứ là ok rồi. Nhưng mà các bạn, những bạn nào mà muốn xem lại thì mình sẽ ấn vào chữ photo để xem lại này. Đấy, xem đi xem lại là mình sẽ zoom hết ở đây này các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn lưu vào thẻ nhớ xem được từ xa cũng như là các chức năng khác thì các bạn sẽ vào hình bánh răng ở đây các bạn nhé. Và hình bánh răng ở đây các bạn chọn chữ device setting này. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là cảnh báo chuyển động này, cài đặt password này, cài đặt thẻ nhớ này, cài đặt thời gian, cài đặt wifi setting xem từ xa này. Đấy, thì các bạn sẽ loanh quanh ở những cái mục này để các bạn cài đặt. Ví dụ muốn cảnh báo chuyển động thì vào đây này, cài đặt mật khẩu thì vào password này, cài đặt thẻ nhớ thì vào SD setting và thời gian thì vào đây, và xem từ xa thì vào wifi setting các bạn nhé. Đấy là những cái mục mà các bạn yêu cầu cũng như là các bạn cần vào mục nào thì các bạn vào mục đấy. Còn ngoài ra thì là mình đã có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết nhất về cái dòng sản phẩm S400 Plus này rồi. Thì là những bạn nào quan tâm thì hay là cần mua hàng thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số 2244 này, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cũng như là giúp đỡ các bạn là cách sử dụng, cách cài đặt tất cả về cái dòng sản phẩm này các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube đang phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.